Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Thuốc là hàng hóa đặc biệt. Thưa quý vị, theo quy định, kinh doanh dược là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ sở kinh doanh dược phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và phải thực hiện đúng phạm vi kinh doanh được quy định trong giấy chứng nhận. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán thuốc qua các trang mạng xã hội vẫn diễn ra. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh. Bởi khi thuốc được bán ra qua mạng xã hội, cơ quan quản lý sẽ khó kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ, hàm lượng biệt dược có đúng như quảng cáo hay không. Việc nhìn bằng cảm quan thông thường khó có thể phát hiện được thuốc thật, thuốc giả chính xác, chỉ có thể kiểm nghiệm thành phần và chất lượng mới xác định được. Dù bán thuốc qua mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro sức khỏe, nhưng cũng có nhiều lý do người bệnh tìm mua thuốc qua mạng xã hội. Có một số nguyên nhân như là thuốc bị gián đoạn, nguồn phân phối, đấu thầu, người bệnh bảo hiểm y tế phải mua thuốc bên ngoài, thuốc hết hạn visa, thuốc có sự thay đổi mẫu mã phải đăng ký lại với Cục Quản lý Dược. Bên cạnh đó, một số thuốc được lưu hành ở nước ngoài nhưng chưa chính thức lưu hành ở Việt Nam. Trong khi đó, một số trường hợp người bệnh được chỉ định lúc này bệnh nhân có thể mua trên mạng hoặc là mua ở nước ngoài về dưới dạng đồ xách tay. Thuốc được quy định là loại hàng hóa đặc biệt và cần có sự phân phối chính quy, bài bản, không phải ai cũng có thể bán thuốc. Vì vậy, đề xuất của chính phủ về cấm bán hàng qua mạng xã hội là cần thiết, đặc biệt là mua bán các loại thuốc đặc trị, người bán phải có sự hiểu biết, chuyên môn, tránh trường hợp người bệnh mua và sử dụng xảy ra biến chứng, ngộ độc rất nguy hiểm. Chúng ta, các nhà quản lý có thể xem các nước quanh khu vực như Singapore, họ quản lý thuốc bán trên mạng ra sao, vì thuốc không phải là đồ ăn, mà thuốc có tác dụng đối với sức khỏe của con người. Do đó, nếu như bán hàng trôi nổi trên mạng thì tiềm ẩn nguy cơ khiến cho người bệnh mua không đúng thuốc và không bảo đảm được chất lượng. Không chỉ vậy, nếu như bán qua các sàn thương mại điện tử thì cần phải có đăng ký, dấu chỉ dẫn, hóa đơn, chứng từ xuất nhập khẩu. Điều này vừa giúp cơ quan quản lý có thể kiểm soát và có thể giúp cho người bệnh ở xa mua được thuốc khi cần. Đương nhiên, khi mua thuốc cũng cần có thêm chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, bảo hiểm y tế nên có thêm danh mục thuốc để người bệnh được sử dụng, đảm bảo nguồn gốc để bệnh nhân không phải mua thuốc bên ngoài. Đối với thuốc đặc trị, trong quá trình thẩm định, phê duyệt, không phải nước nào cũng giống nhau. Một số thuốc đã được lưu hành ở nước ngoài như là Mỹ, châu Âu đã cho lưu hành thì Việt Nam cũng nên cho nhập để người bệnh có nơi mua. Người dân cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin khám chữa bệnh và mua thuốc tại các cơ sở y tế uy tín, được nhà nước cấp phép để tránh tiền mất tật mang. Loay hoay điện mặt trời. Thưa quý vị, một doanh nghiệp có hàng trăm siêu thị khắp cả nước muốn lắp đồng loạt điện mặt trời lên mái để dùng điện xanh nhưng không thể. Nơi này cho lắp, nơi khác bắt dừng. Các đại bàng FDI kiến nghị đi kiến nghị lại cần có cơ chế để lắp mua điện mặt trời trong các năm qua nhưng đến nay vẫn còn trống. Không thể để khoảng trống chính sách kéo dài thêm nữa khi nhu cầu lắp điện mặt trời giảm phát thải quá bức thiết. Đã qua rồi thời lắp điện mặt trời mái nhà để bán điện giá cao, ngồi yên để thu tiền. Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong hệ thống điện quốc gia đã ở ngưỡng cao. Tính bất ổn định của nguồn điện này đã đặt ra nhiều thách thức, điều độ hệ thống điện. Giai đoạn này, các doanh nghiệp sốt sắng lắp điện mặt trời để tự dùng không chỉ giảm tiền điện mà quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp giảm phát thải carbon. Mỗi megawatt điện mặt trời mái nhà lắp đặt ở Việt Nam ước tính giảm trên 1.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm. Trong những giải pháp giảm phát thải hiệu quả, doanh nghiệp ưu tiên chọn lắp đặt điện mặt trời trên mái trụ sở, nhà xưởng, bãi đậu xe, bởi lợi trăm bề, nhất là các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu. Hiện hàng rào thuế quan và yêu cầu bắt buộc giảm phát thải carbon đã rõ hình hài khi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon sắp có hiệu lực. Ở trong nước, chính phủ cũng đã quy định các lĩnh vực, các doanh nghiệp phải kiểm kê phát thải nhà kính. Nếu không giảm phát thải, doanh nghiệp sẽ bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu hoặc phải bỏ số tiền lớn để mua tín chỉ carbon. Nói như vậy để thấy rằng dùng điện tái tạo với các doanh nghiệp rất bức thiết, thậm chí là sống còn. Lãnh đạo một tập đoàn bán lẻ quốc tế đã than thở rằng tập đoàn này đặt mục tiêu giảm 20% lượng phát thải vào năm 2025. Song tại Việt Nam đến nay, các nhà máy vẫn chưa lắp đặt được điện mặt trời mái nhà nên mục tiêu này còn bỏ ngỏ. Loạt doanh nghiệp xuất khẩu Việt cũng sốt vó giảm phát thải bởi một trong những yêu cầu khi xuất sang châu Âu và nhiều thị trường lớn là buộc phải giảm phát thải, nhưng hiện nhiều khu công nghiệp cấm lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà. Ngay cả các đại bàng lớn đến lót ổ ở Việt Nam như là Lego, tập đoàn trang sức Pandora cũng dùng 100% năng lượng tái tạo nhưng vẫn chưa cơ chế. Sau giai đoạn phát triển bùng nổ của điện mặt trời, từ năm 2021 đến nay là giai đoạn chống chính sách lắp đặt khi quyết định số 13 hết hiệu lực. Sau thời gian dài chờ đợi chính sách mới, hiện dự thảo chính sách mới vẫn đang được bàn tới bàn lui, chưa có hồi kết.
Hai vấn đề mấu chốt doanh nghiệp quan tâm vẫn chưa có câu trả lời. Khi nào được lắp điện mặt trời mái nhà, khi nào được mua bán điện trực tiếp. Thậm chí rất nhiều doanh nghiệp chẳng cần bán, quan trọng là được lắp, được dùng vì mục tiêu đạt chứng chỉ xanh. Một vấn đề lớn để giải quyết tính bất ổn của điện mặt trời đó là phải có hệ thống lưu trữ điện. Thì các dự thảo cũng mới chỉ đặt vấn đề khuyến khích. Trong khi đó, hệ thống lưu trữ đã phát triển mạnh trên thế giới, thậm chí là có những nhà máy dùng 100% nguồn điện từ hệ thống lưu trữ. Giá của pin lưu trữ cũng đã giảm mạnh, hiệu suất tăng và công nghệ cũng cải thiện nên đây là giai đoạn cần phải quy định rõ về lưu trữ khi lắp điện mặt trời, thậm chí là bắt buộc đối với các doanh nghiệp lớn. Thời gian qua, các doanh nghiệp ngoại hưởng lợi quá lớn với thị trường điện tái tạo khi tấm quang năng, tua bin điện gió, thiết bị điện đều nhập khẩu với trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ, thậm chí là nhà thầu lắp đặt cũng từ Trung Quốc sang. Chính sách mới phải đóng vai trò khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp nội trong lĩnh vực này. Sớm ban hành chính sách cho điện mặt trời mái nhà phát triển là mong mỏi của doanh nghiệp. Đó cũng là sự trợ lực, chìa khóa góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua hàng rào xanh trong giai đoạn sống còn này. Báo chí đưa tin phải mới, nhanh, chính xác và đứng về phía sự thật. Thưa quý vị, trong bài viết Cơ chế lưỡng tính là cải cách có tính đột phá cho báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam có một ý quan trọng. Trước đây chỉ có báo chí bài viết, nay nhiều người viết trên mạng thì báo chí phải có công cụ công nghệ để đánh giá được xu thế thông tin, tâm trạng người dân trên không gian mạng để viết bài định hướng dư luận. Với sự phát triển của nền tảng xuyên biên giới hiện nay, việc viết bài đưa tin không chỉ còn là chuyện độc quyền của báo chí, mà bất cứ ai cũng có thể tham gia. Có nhiều thông tin báo chí không theo kịp mạng xã hội, đó là thực tế của nghề làm báo trong thời đại số. Và phải thấy rằng, áp lực của mạng xã hội lên báo chí ngày càng gay gắt, bắt buộc phóng viên của các cơ quan báo chí phải cố gắng hết sức mới kham nổi công việc của người làm báo, đó là mới, nhanh và chính xác. Báo chí có thế mạnh riêng, đó là luật quy định phải đưa tin chính xác và đó chính là sự tin cậy mà bạn đọc gửi gắm. Nếu như một số tin tức trên mạng xã hội nhanh nhưng độ tin cậy không cao thì báo chí đưa tin phải chính xác, có nguồn tin, có căn cứ và có kiểm chứng. Nếu như nhà báo, các cơ quan báo chí không giữ được thế mạnh này thì sẽ không giữ được bạn đọc. Ngoài việc đưa tin chính xác, người làm báo còn có thêm trách nhiệm định hướng dư luận, hiểu theo nghĩa tích cực khi xuất hiện những luồng thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội. Trên thực tế, đã có nhiều cá nhân, tổ chức doanh nghiệp bị mạng xã hội tấn công, bắt nạt nói sai sự thật. Cá nhân chịu oan ức, doanh nghiệp chịu thiệt thòi, ảnh hưởng đến thương hiệu, sản phẩm, thậm chí sập tiệm. Đối với những trường hợp như thế này, nói khách quan, công tâm, trung thực của báo chí rất cần thiết. Mạng xã hội cũng là không gian để người dân nói lên tiếng nói phản biện, góp ý nêu những sai trái bất công để các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý vào cuộc giải quyết, xử lý. Nhưng cũng không ít người lợi dụng mạng xã hội đưa những thông tin xấu, độc làm ảnh hưởng đến các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, sự ổn định của đất nước. Đối với những trường hợp này, nhà báo phải có tiếng nói phản biện, công tâm, thuyết phục, đứng về phía sự thật. Ngoài phản biện với thông tin xấu độc, báo chí phải đấu tranh với cái xấu, cái ác, với tham nhũng tiêu cực và lãng phí. Không làm được những việc này, báo chí không phải là người đứng về phía sự thật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.